Look at the packaging! Very demure, very cutesy, very mindful. Mọi người coi nè, quá sale ra một cái case để được cái cushion quá là dễ thương luôn. I have to get it immediately. Thank you, quá sale so cute. And look, 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 oh my god. Clip này chị cũng oh my god đấy, vậy nghe rất bị ghi mạng anh thiệt sự luôn á. Mọi người nhìn nè, mọi người coi nè. Tại sao mà xây hết phần thế hệ vậy, rồi ai mà xài cái cushion này. Cái cushion này mà đeo ra ngoài á hả, chắc chí là dằn mặt mọi người kiểu gọi xe qua xe. Nhìn nè. Oh my god. Có mọi người nhìn nó cute và nó sang chứ nè. Black and gold. YSL. Thôi thì mình sẽ phải tiếp tục cái sự sung sướng đó bằng cách quấn cái sự sang trọng này lên trên mặt mình. Và tông anh xài vẫn là tông 30 nha mọi người. Ồ, nó thơm. Rồi đây, một cái lớp nền rất là tự nhiên và mỏng nhẹ nha mọi người. Nhưng vẫn hơi trắng, vẫn còn hơi trắng. Đây, lớp nền rất là mỏng, nhẹ, căng bóng, tự nhiên và bề màu suốt 24 giờ luôn nha mọi người. Cái này Ngân đã test cho mấy bạn rất là nhiều clip rồi, obsessed. Tại sao tông 30 nó vẫn? Tại sao? Chắc tên Ngân tông phải 40, 50 á mọi người ơi. Hình như 30 nó chưa đủ đô nhưng mà đẹp quá. Thì em cushion của nhà quá sale á, trong này nó có chứa rất là nhiều thành phần dưỡng chất cho nên là sẽ giúp cho da luôn được cấp ẩm suốt cả ngày dài luôn nha. Và đặc biệt khi các bạn thấy nè, cái lớp nền tán tan rất là mỏng nhẹ và đều lên trên da cho nên là sẽ không có gây cho da mặt mình cảm giác nặng nề. Thôi mình không có cần nói tới cái đó đâu ha. Mình có cái chất thôi. Mình có cái chất với cái sự sang của mình thôi. Chứ cái tông da của mình thì nó hơi nghiệt ngã cho cái tông châu Á của mình đó mọi người. Chất da nó hơi tối đi, phơi nắng hơi nhiều thôi. Để giờ Ngân finish cái lớp makeup của mình đi hen. Và đây là layer của Ngân ngày hôm nay. Khi mà sử dụng cushion của nhà quá sao? Same. Very demure, very kissy, very mindful.